Xin chào anh chị nhé. Thì thời gian gần đây á, công ty chúng tôi bán những cái quỹ đất ở mặt đường DT53, 753 rất là nhiều anh chị nhé. Và cũng rất là nhiều nhiều giá khác nhau. Vì mỗi một chủ người ta sẽ đưa ra một cái giá khác nhau. Nhưng bên tôi, bên chúng tôi á, vào đất và chúng tôi định giá đưa vào một cái khung giá chung cho tất cả cái quỹ đất ở trên đây. Thì anh chị cũng biết rồi, chủ nào thì người ta cũng muốn là bán đất được giá. Đấy, nhưng mà chúng tôi thì khi vào đất, chúng tôi sẽ thẩm định, kiểm tra vị trí và đưa ra một cái giá phù hợp nhất cho người chủ cũng như là người những người khách hàng của chúng tôi mua sau này anh chị nhé. Rồi, hiện tại thì trước mặt của anh chị là đường DT753 thuộc xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị nhé. Thì chúng ta đi thẳng đường này về là về được thành phố Đồng Xoài, về được quốc lộ 14 DT741 cũng như các khu công nghiệp ở ngoài thành phố anh chị nhé. Thì chúng ta đi từ đây ra ngoài đó khoảng 16 km nữa anh chị nhé. Đây là đường điện ba pha đó. Trước mặt của chúng ta là 4 hecta nhé. Ranh giới nó từ đây, từ cái cọc xi măng này anh chị ạ, từ cái cọc xi măng. Xin lỗi chị, để chờ tôi một chút, tôi nhờ cái chị này chỉ cái ranh giới ở cái mặt đường của chúng ta nhé. Cái đất của mình là vườn điều kia hả chị? Đây anh chị, không phải ở đây nhé, vườn điều bên này đây ạ. Trên đất chúng ta có hai ngôi nhà vì có hai ông chủ người ta bán luôn đó. Hai ông chủ là hai anh em ruột nữa anh chị nhé, người ta bán anh chị nhé đó. Thì cái video hôm trước ấy, tôi có quay cái đất của cái nhà chị bên này là 3 hecta này đó. Còn video này thì tôi quay bên này thôi là 4 hecta. Nếu anh chị muốn mua diện tích lớn thì bên này người ta bán 4 hect, bên này người ta bán 3 hect, là bao nhiêu ạ? Là 7 hect rồi, 7 hect luôn nhá anh chị nhé đó. Thì đây, cái ranh giới đây, ranh giới từ đây về bên này là 50m mặt đường anh chị nhá, là 4 hecta. Đấy, còn anh chị nào mà thường xem video của tôi ấy, thì cái video trước tôi có quay ở bên kia là 3 hecta nhá. Nhưng mà hôm nay cái video này thì tôi chỉ tập trung vào cái miếng 4 hecta này thôi. Đó, đây ạ, 50m mặt đường anh chị nhá. Còn nhà bà kia 3 hect thì người ta có 60m mặt đường. Đó, nhà ấy thì mặt đường rộng hơn. Đó, còn ở đây thì người ta bán 2 tỷ đúng không, 2 tỷ 1 hecta anh chị, 2 tỷ 1 hecta nha anh chị nhá. 50m mặt đường DT753 đó, hai anh em này người ta bán luôn á. Thì để tôi hỏi xem có phải ranh giới là giáp với vườn cao su này không. Cái ranh giới này giáp vườn cao su này hả chị? Hả, nó tới đâu? À, cắt cao su 40m. À, thế là chúng ta khoảng đây, khoảng giữa này anh chị nhá. Đó, nghĩa là ranh giới của tôi khoảng giữa này, còn bên kia là một khu của người ta rồi. Đó, nói chung là đất chúng ta tổng diện tích là 4 hecta. Mặt đường thì 50m nhá. Thổ cư có không? Có thổ cư không? Chưa, chưa có thổ cư anh chị nhá. Chưa có thổ cư. Thì đất này nó có hai chủ. Đó. Tôi chỉ quay mày ngoài mặt đường thôi. Thì trong đất người ta trồng cao su này, trồng điều, trồng các loại cây nhá anh chị nhá. Đó. Rồi bây giờ mình nhắc lại nhá. Diện tích người ta là 4 hecta, mặt đường DT753 là 50m. Giá bán là 2 tỷ trên 1 hecta anh chị nhé. Còn anh chị nào muốn mua diện tích lớn hơn thì bên nhà bà bên cạnh bán 3 hecta luôn. Đó, mua rồi mình đàm phán cho từng chủ. Có tất cả là 3 hộ anh chị nhé. 3 hộ là 7 hecta rồi đó. 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 Mọi thông tin này anh chị liên hệ cho mình qua số điện thoại 0918 645 130 anh chị nhé. Anh chị nhớ đăng ký kênh và ấn chuông của công ty đầu tư phát triển CVT Land để nhận được những video mới từ chúng tôi nhé. Cũng như là anh chị có thể truy cập website của chúng tôi là cvtland.com để đăng ký mua hoặc bán những cái bất động sản của mình anh chị nhé. Cảm ơn anh chị đã xem video.